Oshima tiên sinh, cơm nấu xong rồi, ngài có thể đi ăn rồi. Được, các người có thể đi ăn rồi đấy. Nhìn gì mà nhìn, chưa được ăn cơm bao giờ sao? Thái quân còn chưa ăn, ngươi lại muốn ăn trước sao? Làm việc đã, làm xong mới được ăn. Mau lên mau. Mau lên mau. Đầu tử Oshima, các hạ hằng ngày ăn gì? Giống chúng ta thôi. Giống chúng ta sao? Thật kỳ lạ mà. Tôi chưa thấy người Nhật nào ăn giống chúng ta cả. Thú vị thật đó. Ăn cơm đi. Cậu đi rất lâu đó. Có vấn đề gì không? Không có. Nhưng nhiều lần nữa, giải ký sẽ nghi ngờ cậu đấy. Tôi biết rồi. Nhưng anh luôn có cách giải quyết mà. Tìm thấy bằng chứng cậu cần chưa? Anh cũng nhìn ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà. Không tìm được chứng cứ, vấn đề của cậu sẽ nghiêm trọng đấy. Giải trí tiên sinh đang làm gì vậy? Cố đầu sao? Còn chưa đi nghỉ sao? Anh nói tôi như thế, anh người đứng đầu còn chưa đi nghỉ kìa. Chúng tôi làm cấp dưới, sao dám đi ngủ được chứ? Anh chính là... Tôi quen rồi. Trước khi đi ngủ, thường kiểm tra máy móc thiết bị, đề phòng có người không cẩn thận, có chỗ chưa chắc ăn.
Ví dụ như cậu xem, như thế này này, máy móc dùng xong không đóng lại, thời gian lâu ngày chắc chắn sẽ hỏng máy. Điều này vô tình làm phá hoại sản xuất. Hoàng quân trách tội, tôi gánh không được. Đúng đúng. Giả tiên sinh thật là người có tâm, có trách nhiệm, làm việc cho Hoàng quân lại càng tỉ mỉ, xứng đáng làm tấm gương cho chúng tôi học hỏi. Thế này đi, sếp, tôi định nói tình hình tối nay, báo cáo trung thực với ngài Oshima các hạ. Tôi nghĩ nhất định ngài sẽ thưởng cho anh. Thế sao? Tôi cũng muốn nhờ cậu trước mặt Oshima các hạ nói hộ vài câu tốt, nhưng tôi phát hiện cậu không đáng tin. Hôm đó Thái quân Honda cử người tìm tôi, không phải cậu nói quay lại báo cáo với Oshima các hạ sao? Kết quả thì sao? Kết quả cậu ngay cả đánh trắng cũng không. Giả tiên sinh, nói thật, chuyện này không thể trách tôi. Thật sự tôi có báo cáo cho Oshima các hạ, nhưng anh phải biết, tôi lo chuyện trong mắt ngài Oshima thực ra không bằng cả cái rắm. Đâu có như anh. Anh là đối tác của ngài ấy. Nói thật đấy, tôi trước mặt người Nhật trông cậy cả vào anh đấy. Nói giúp tôi vài câu hay ho. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Giả tiên sinh, không còn sớm nữa. Sớm về nghỉ ngơi đi. Những việc bẩn thỉu này hãy giao cho cấp dưới tôi làm đi. Nếu chuyện này để Oshima các hạ biết được, e là tôi không nuốt nổi bát cơm này rồi. Anh về nghỉ ngơi đi. Việc thì làm chẳng ra sao. Phân ngựa múc đủ nhiều. Cậu dựa vào cái này ở bên cạnh Oshima các hạ. Đúng chứ? Chê cười rồi. Giả tiên sinh đi thông thả. Được được. Được. Tôi không cố ý làm cô sợ, là do cô quá tập trung suy nghĩ. Diễm Thu, tôi biết cô tốt với tôi. Kiếm chút thịt ăn cũng không dễ dàng. Sau này cô giữ lại cho mình đi. Tôi là một đại lão gia, có thể chịu đựng bất cứ thứ gì. Đêm muộn rồi, cô không ngồi trong nhà, ra ngoài này làm cái gì? Tôi đang ngắm trăng. Anh xem, đêm nay trăng tròn biết bao. Nhớ nhà rồi có phải không? Nhà. Cha mẹ ruột sinh ra tôi còn không biết là ai, thì lấy đâu ra nhà chứ? Sao thế? Cô không ở chỗ sư tọa coi là nhà của cô rồi sao? Tôi không biết. Nhà đối với tôi mà nói là khái niệm gì? Nghĩa phụ đối với tôi rất tốt, tôi cũng rất cảm kích ông ấy. Vì tôi hiểu chuyện, tôi biết bản thân mình bị người ta tặng cho ông ấy, làm con gái của ông ấy. Lớn rồi, ông ấy lại đưa tôi đi Nhật du học. Nhiều năm như vậy, tôi luôn ở cạnh ông ấy, được ông ấy chăm sóc. Nhưng tôi từ đầu tới cuối luôn cảm thấy mình giống như là bèo trôi nổi, không có gốc rễ. Nhà
Nhà đối với tôi luôn rất xa xôi. Tại sao nói Cố Đậu Anh cũng là người có địa vị? Tại sao lại không học cách gõ cửa trước khi vào chứ? Đây không phải là sân sau của nhà cậu. Ý gì chứ? Cậu nói xem ý gì? Tôi tìm thấy trên bàn làm việc của cậu. Làm việc sao đã không kiểm tra cẩn thận? Để lòi đuôi rồi. Đến nỗi tiếng to tiếng nhỏ như vậy, một viên đạn có gì mà nguy hiểm chứ? Tôi không ngờ cậu sẽ nói kiểu này. Mà cho cậu là người của ủy viên trung ương, tại sao chúng tôi để Giải Trí chịu trách nhiệm sản xuất chất nổ? Bởi vì súng của người Nhật không thể có loại đạn này. Giải Trí đối với thân phận của chúng ta luôn có thái độ hoài nghi. Cậu đừng quên, hắn ta là chuyên gia về vũ khí. Nếu để hắn ta phát hiện, cậu nói xem nguy hiểm hay không nguy hiểm? Tôi cũng giống cô, mồ côi từ nhỏ. Tôi cũng chưa từng gặp cha mẹ của mình, một chút ấn tượng cũng không có. Nói ra cũng nực cười. Mặc dù tôi chưa từng gặp cha mẹ của mình, nhưng trong mơ, mơ thấy mẹ tôi. Mẹ tôi, bà ấy là một lão thái thái tốt bụng. Tôi nắm lấy tay bà ấy, ôm lấy bà ấy. Tôi ôm rất chặt, tuyệt vọng hét lên: mẹ, mẹ, đưa con về nhà đi. Bà ấy chạm vào mặt tôi, tiếp tục cười. Tôi dang tay ra muốn ôm bà ấy, nhưng tôi không thể với tới bà ấy. Thế là tôi khóc rồi. Tôi khóc càng lớn, mẹ tôi càng xa tôi. Tôi cứ khóc, rồi cứ khóc. Đợi khi tỉnh lại mới phát hiện bản thân khóc như một người đàn ông. Mặc dù là mơ, nhưng nụ cười của mẹ tôi, cả đời này tôi không bao giờ quên được. Mặc dù không phải là sự thật, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nói ra thật là buồn cười, tôi chưa từng gặp mẹ. Thật sự tôi, điều tại tôi. Cô xem, toàn nói những điều vô nghĩa. Đừng khổ đau nữa, tôi vừa rồi chỉ nói nhảm mà thôi. Mơ cái gì mà mơ chứ, chuyện không có thật. Anh đi đi, tôi muốn ngồi đây một mình một lúc nữa. Diễm Thu, tôi không cố ý. Tôi chỉ theo câu chuyện của cô mà buộc miệng nói ra thôi. Tôi không trách anh. Thật sự tôi không sao. Anh đi đi, tôi ngồi đây một lúc thôi. Bên ngoài lạnh lắm, đừng ngồi quá lâu.
Đúng rồi, nếu cô có gì nghĩ không thông thì đến tìm tôi nhé. Anh mới nghĩ không thông đó. Tại tôi gần đây tâm trí hỗn độn, làm chuyện bất cẩn. Có chuyện gì có thể khiến cậu loạn trí như thế chứ? Tôi cũng không rõ. Nhưng tôi có cảm giác có một đôi mắt luôn đằng sau chúng ta, nhắm vào nhất cử nhất động của chúng ta. Tôi nghe Trúc Tân Hoa nói cậu cảm thấy trong tiểu phân đội có nội gián. Tôi cảm thấy thì có tác dụng gì. Dù sao ở đây cũng không ai tin tôi. Nếu muốn người khác tin mình thì phải học cách tin người khác. Tôi tin anh là cộng sự chết tiệt. Anh có nhận ra không? Tôi nói rồi, cậu phải có đủ chứng cứ. Những vết sẹo trên tay của anh là bằng chứng. Anh là đặc vụ ngầm của cộng sản. Sợi dây đồng trên tay tôi cũng là bằng chứng. Hồ Vu là nội gián của cậu. Tôi không biết Hồ Vu có cái quái gì để rơi vào tay cậu. Tôi chỉ biết tình hình bây giờ của cậu nguy hiểm hơn bất cứ ai trong chúng tôi. Tôi nói rồi, tôi không muốn cậu chết trong tay của người mình. Tôi cũng nói rồi, cậu vẫn còn thời gian để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nhưng những lời này đều là lần cuối cùng. Nhớ lấy. Anh tại sao còn chưa ngủ? Không ngủ được. Anh xem, em nói rồi, vàng không phải là thứ tốt, thứ vô tri vô giác. Xem khiến anh thế nào kìa. Em đừng nói nữa, em mau ngủ đi. Anh ra ngoài đi dạo chút đây. Đêm rồi còn đi đâu dạo chứ? Anh tới chỗ Nhị đương gia nói chuyện với cậu ấy chút. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh. Không sao, cả người anh bẩn hết rồi, cởi ra tôi giặt giúp cho anh. Không cần, tôi tự giặt được. Anh tự giặt được, có tự khâu giá được không? Anh đứng đây, tôi sẽ khâu cho anh. Hay là vào trong nhà đi. Nhị đệ, ngủ rồi sao?
Muộn vậy còn đi đâu nữa chứ? Giống một đại cô nương, đêm muộn vậy còn soi gương cái gì? Doanh trưởng, sếp Chúc, sếp Chúc, thứ trên mặt tôi này khi nào mới xóa được đây? Sao thế, tôi vẫn đang dính hổ tử sao? Có gì không tốt? Tốt gì mà tốt, hứa thì không nói, còn khó coi như vậy. Nếu cậu không dính những thứ này sẽ càng khó coi hơn. Không thể nào. Nếu tôi không dính những thứ này, nhất định sẽ đẹp trai hơn bây giờ. Với lại, những thứ này sẽ khiến tôi càng không tìm được vợ mất. Nhóc con, trận chiến còn chưa kết thúc đâu, đã tính chuyện lấy vợ rồi. Nhưng dù sao tôi cũng không muốn dính mấy thứ này. Thôi kệ đi, cậu ở đây cũng không cưới được vợ đâu. Lại viết thư cho mẹ sao? Nói gì vậy? Nào, đưa tôi xem. Đều là bí mật, tôi muốn nói thầm với mẹ thôi. Anh không được xem. Tôi nói cậu đứa nhóc này, cậu học cách giấu giấu giếm giếm này. Không phải là cậu nói với mẹ thôi sao? Tại sao tôi không xem được? Đưa tôi xem. Đưa tôi xem. Vậy anh đây tính là mệnh lệnh hay là gì? Cái này không giống. Nếu là mệnh lệnh, vậy tôi phục tùng. Sếp Chúc, anh xem anh, lớn tuổi như vậy rồi mà không muốn tìm một cô vợ sao? Đi đi. Cậu đêm muộn như vậy rồi, vợ gì mà vợ chứ? Cậu muốn để tôi ngủ hay không đây? Thanh xuân. Thích. Thích, để tôi. Được rồi. Bút của cô. Tặng cho anh đó. Thế sao được? Vật quan trọng như này, một người thô lỗ như tôi. Với lại, tôi cũng không biết nhiều chữ. Vẫn là cô cầm lấy đi. Cảm ơn. Anh biết không, trên thế gian khoảng cách lớn nhất không phải là sinh và tử, mà là anh ở bên em mà không nói gì. Tôi rất muốn mạnh mẽ như một người đàn ông, nhưng tôi sai rồi. Tôi chỉ là một người phụ nữ. Một người phụ nữ yếu đuối. Diễm Thu, cô đừng như thế.
Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt. Ở đây không phải đằng sau. Tôi cảm thấy đối diện không nhất thiết là dũng cảm. Có lúc lui về sau mới là một loại dũng cảm. Tôi nói rồi, tôi có quá nhiều chuyện để phải suy nghĩ. Đúng. Anh nên đứng ở góc độ của người khác suy nghĩ vấn đề. Nếu một chuyện anh cảm thấy đau khổ, vậy người khác cũng vậy. Anh biết không, tồi tệ nhất không phải anh yêu người không yêu anh, mà là yêu một người không nói yêu hay không yêu. Nhưng thật sự tôi đang lắng nghe anh nói yêu tôi đấy, Diễm Thu. Cô đừng khóc nữa được không? Hãy kiềm chế cảm xúc của mình. Cô như thế sẽ đặt mọi người vào nguy hiểm đấy. Tôi rất muốn kiềm chế, nhưng tôi thật sự không thể kiềm chế. Mỗi lần thấy anh đối xử lạnh lùng với tôi như thế, lòng tôi lại cảm thấy rất đau khổ. Bởi vì một tiếng anh yêu tôi đó mà khắc sâu trong tâm trí tôi rồi. Mặc dù trong hoàn cảnh đó, nhưng vẫn rất thật. Anh cơ bản không cảm nhận được tình cảm của tôi. Sao biết vậy? Thà anh đừng nói, để tôi hành hạ bản thân trong khả năng kiềm chế cảm xúc. Tôi chỉ là một người phụ nữ, một người phụ nữ bình thường. Kiên cường lên, tin tôi. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhất định tôi sẽ cho cô một lời giải thích. Người anh em, tối qua ngủ có ngon không? Không ngon chút nào. Từ lúc nghe đại ca nói chuyện đó, làm thế nào cũng không ngủ ngon được. Tối qua em đã đi tuần cả đêm. Thật sự vất vả cho cậu rồi. Hay là ngủ thêm chút nữa đi. Không cần, tinh thần em khỏe rồi. Thoải mái đi, đừng lo. Được. Tân Hoa, tôi có chuyện muốn nói với anh. Cái gì? Tôi không biết Cố Đầu Cậu đang gọi ai đấy. Xin lỗi, tôi không thấy ai. Tôi mới... Cậu đừng nói xin lỗi tôi. Nếu vì lời vừa nãy của cậu, các anh em đã chết của tôi.
Cậu xin lỗi với ai chứ? Cậu còn có cơ hội nói ba từ này sao? Đúng. Tôi không đúng. Tôi quá tùy tiện rồi. Xưng hô là cậu nhắc nhở. Cậu cũng đang phạm phải sai lầm này. Doanh trưởng các cậu dạy cậu như thế nào thế? Các anh em doanh ba của tôi, nếu như sự tùy tiện của cậu mà chết, tôi thành ma cũng không tha cho cậu đâu. Anh đứng lại đó. Tôi thừa nhận vừa rồi là do tôi sơ suất. Nhưng tôi cũng nhắc nhở anh, bất động hay không là việc của anh, của tôi. Mọi người đều là anh em trong chiến tuyến, đều một đầu vào thắt lưng quần để đánh quỷ tử. Ai chả biết có thể sống mà nhìn mặt trời ngày mai không. Chúng ta làm trưởng quan nên xoắn các anh em vào một sợi dây, chứ không phải phân biệt anh tôi. Nếu những lời này của anh thời gian lâu rồi sẽ khiến họ trở nên xa cách, sẽ không đoàn kết, gây bất lợi. Cậu đừng dạy tôi đạo lý nữa. Lúc tôi dẫn binh đánh trận, cậu còn chưa chạm vào súng đấy. Đó không phải vấn đề thời gian lâu hay ngắn, là thứ đang sâu vào trong não của anh đấy. Nếu cậu muốn nói chuyện với lão tử, cậu chỉnh đốn lời nói ngay cho tôi. Đừng lấy vô tri làm tính cách. Như thế chỉ có thể chứng minh anh không đánh giá cao bản thân thôi. Tôi nói cho anh biết, không có ai cười nhạo anh là một kẻ thô lỗ, chỉ có người coi thường anh là một người nát mà thôi. Cậu nói tôi là người nát sao? Tôi là người nát, nhưng tôi không lười. Tôi sẽ không làm người trước mặt quỷ, sau lưng quỷ, càng không nói những lời qua Mỹ đối với anh em của mình, cho kẹo trước mặt nhưng đâm dao sau lưng. Tôi không hiểu ý anh nói là gì. Chính là vì tôi nhận ra nó quá muộn mới khiến bản thân mình như một tên ngốc bởi cậu. Anh nói rõ ra cho tôi. Chuyện này không nên nói rõ ra thì tốt hơn. Cậu đặt 100 trái tim chúc tân qua tôi là một người nát, nhưng tôi tuyệt đối không là một kẻ tiểu nhân. Bất cứ khi nào đều sẽ không làm hỏng chuyện tốt của người khác. Nhìn gì mà nhìn, mau đi làm đi. Tôi không có nhiều suy nghĩ như cậu. Tôi còn nhận một đường chết. Tôi chính là tôi. Đội quân là của tôi, nhiệm vụ là của tôi, mạng của anh em là của tôi. Nhưng bây giờ kế hoạch là cậu ra. Tiểu phân đội trong công xưởng, nếu như xảy ra bất trắc, cậu nên biết hậu quả như thế nào. Thật sự tôi không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến anh mất bình tĩnh như thế. Có thể nói cho tôi biết được không? Cậu vừa nói có chuyện muốn nói với tôi. Có gì mau nói đi. Gần đây giải trí có chút bất thường, chúng ta nên để mắt tới anh ta. Làm việc đi. Đừng có lùi. Làm việc đi. Làm việc. Chuyện này là sao? Có cái xe cũng đẩy không được. Động tác mau lên. Đừng chậm chạp nữa. Mau làm đi, nhìn gì? Tôi gì mà tôi? Đó không phải việc của cậu. Mau về chỗ cơ khí làm việc. Nhìn tôi làm gì? Biết sao? Tôi bảo cậu về chỗ của cậu làm việc.
Nghe rõ cho tôi, đừng có giở trò khôn vặt, làm việc chăm chỉ chút. Đừng nghĩ mình là đại nhân, càng đừng đánh giá cao bản thân. Tưởng bản thân có chút kỹ năng là có thể kiếm sống được sao? Tôi nói cho các người biết, các người cái gì cũng chỉ là một lũ hôi hám mà thôi. Đừng cả ngày không biết trời cao đất dày, tự cho rằng làm việc. Nhìn tôi làm gì? Mau làm việc đi. Tôi không nói anh, tôi nói bọn họ. Làm việc mau. Mọi người hãy nghe tôi nói, lúc nữa hoàng quân sẽ vào thành phố. Mọi người nói hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh nhé. Sau đó tôi lại nói hoan nghênh hoàng quân chiến thắng trở về. Mọi người hát cùng tôi được không? Chúng ta làm một lần. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, hoan nghênh hoàng quân chiến thắng trở về. Hoan nghênh hoàng quân chiến thắng trở về. To hơn nữa. Chưa ăn cơm sao? Tôi nói các người, tôi thật sự không phải dọa. Các người hét to, có gạo. Hét không to sẽ chết đấy. Chúng ta là thân hương, tôi vì tốt cho các người thôi. Nhưng to lên một chút, với lại phải cười lên. Cười đi, cười đi. Ông đứng đầu, cười. Tôi bảo ông cười như này này. Cười lên cho tôi. Tôi biết các người khổ trong lòng. Khổ này anh ta cũng phải cười. Không cười, người Nhật không tha cho chúng ta đâu. Chúng ta là thân hương, bị bắn không đáng đâu. Trong lòng chúng ta khổ, chúng ta cũng phải cười. Cười. Hoàng quân đến rồi. Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Hoan nghênh, hoan nghênh. To lên, to lên. Không muốn chết thì nói to lên. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Hoan nghênh hoàng quân chiến thắng trở về. 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 Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Doanh trưởng, làm việc đi. Đừng có lười biếng. Đừng có nhìn xung quanh. Hậu tử, doanh trưởng, tôi nói cậu biết, gọi hậu bu đến phòng của tôi, tiện chuẩn bị hai bộ quân phục Nhật. Được, đừng kinh động giải trí.
Tốt nhất đừng để cố Ngọc Minh biết.